háo hức vì có ông khách chịu chơi mua vé VIP show Bonpin của nhóm nhạc Blackpink tặng bạn gái. Cô vợ không ngờ ông khách VIP đó lại chính là chồng mình. Bạn tôi gửi thông tin bạn gái của khách để tôi săn vé giúp. Khi hệ thống mở bán, tôi chỉ săn được vé hạng Platinum, hai vé giá 15.600.000. Cô ấy gọi điện thoại cho khách VIP nói rằng chúng tôi sẽ đặt thêm một số món đồ như áo, mũ và tất nhiên không thể thiếu lipstick để cho anh và bạn gái được hết mình với show diễn của Blackpink. Rất may anh ấy không phải hợp đồng mà còn cảm ơn chúng tôi đã chu đáo. Tối hôm đó, Hằng bảo tôi mang đồ qua nhà, giao cho cô gái may mắn được nhận quà của bạn trai. Hằng bảo tôi, mày ship đến, ngó xem cô gái kia xinh như nào mà ông khách này chiều thế. Ông ấy chờ mày giao hàng ở đấy, nhớ thay mà tao xin lỗi họ một câu nhé. Cho các con ăn cơm xong, tôi dặn con ở nhà xem TV, không được đi ra ngoài. Chồng tôi bận đi tiếp khách chưa về, tôi thay quần áo đi ship hàng. Trong bụng còn cười thầm, vui cứ như mình được nhận quà của người yêu vậy. Tới căn hộ chung cư theo giờ đã hẹn, tôi bấm chuông cửa. Trên tay tôi ôm bó hoa hồng rực rỡ và túi đồ phụ kiện lịch kình. Tôi háo hức mong chờ được chứng kiến hình ảnh người nhận quà vui mừng như thế nào. Người đàn ông vừa mở cửa vừa nói rất to với người phía trong, nào xem món quà bất ngờ anh dành tặng em đã tới rồi đây. Và thật bất ngờ, người ra mở cửa chính là chồng tôi. Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên, tôi đã bùn rùn chân tay. Hóa ra hôm nay anh đang đi tiếp khách tại nhà riêng của bạn gái anh. Hóa ra hơn một năm qua anh mở thêm phòng nghỉ bên ngoài mà tôi không hề hay biết. Hóa ra bấy lâu nay cuộc hôn nhân của chúng tôi đã bị bao trùm bởi màu đen tối mà tôi lại cứ ngỡ vẫn màu hồng.